Các bạn thân mến, mẫu biệt thự 2 tầng mà Nhật luôn là mẫu nhà đẹp được rất nhiều gia chủ lựa chọn. Không chỉ mang tới không gian sống lý tưởng mà còn toát lên sự sang trọng và đẳng cấp cho gia chủ. Và hôm nay Tân Á muốn chia sẻ với các bạn mẫu nhà 2 tầng mà Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Tuy, chị Hiền, mang trong mình phong cách hiện đại. Mẫu biệt thự sở hữu các thiết kế tối giản, từ kiến trúc xây dựng tới thiết kế. Trong đó nổi bật với kiến trúc xây dựng, sử dụng các hình khối vuông vức khỏe khoắn, tạo ra một mẫu biệt thự vô cùng ấn tượng và nổi bật. Màu sơn trắng nhẹ nhàng tinh tế làm chủ đạo, kết hợp với màu xanh ghê của hệ mái Nhật, mang đến vẻ đẹp thanh lịch và gần gũi. Bậc ngũ cấp sử dụng đá granite có độ chịu cường lực cao, chống rêu mốc và nứt vỡ, kết hợp với hai trụ cột thiết kế vuông vức khỏe khoắn. Kết hợp hai trụ cột thiết kế vuông vức khỏe khoắn tạo nên sự cao ráo và bề thế hơn cho công trình. Dưới chân cột thì ốp giả đá vân mây tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp. Cửa chính sử dụng gỗ lim Nam Phi kết hợp với khung pano kính. Theo phong thủy, những gia đình có thiết kế cửa chính lớn giúp gia chủ đón nhiều tài lộc vào nhà. Chân móng được ốp đá thẻ tối màu giúp tránh khỏi được những tác động xấu của thời tiết. Toàn bộ hệ thống cửa sổ sử dụng nhôm sinh pha kết hợp kính cường lực giúp ngôi nhà hấp thu tối đa ánh sáng của tự nhiên. Với diện tích là 10,2 x 13,2 m, căn nhà của gia đình anh Tuy, chị Hiền được bố trí tầng 1 gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, khu vực vệ sinh. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 để bố trí một không gian phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ và khu vực vệ sinh. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Tuy, chị Hiền. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thật nhiều ý tưởng cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.